Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Yêu là một cái điều gì đó mình phải tin tưởng cho nhau. Tình yêu thì nó có muôn kìa, muôn hình vạn trạng tình yêu. Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu của anh em, rồi tình yêu của trai gái. Nó có rất là nhiều. Nhưng mà chung quy yêu nhau thì mình cũng nên trao niềm tin cho nhau. Nhưng bây giờ thì thật sự là trong cái thời buổi mà xã hội ngày càng phát triển, nó quá là nhiều thứ tinh vi, cho nên luôn cả lòng người bây giờ nó cũng rất là muôn hình vạn trạng, khó mà lần được. Thật sự là ở cái thời buổi bây giờ, đúng nghĩa là vàng thao lẫn lộn, rất là khó để mà mình có thể biết đâu mà lần. Và trong cái video ngày hôm nay Neo 10 TV chia sẻ thì rất mong là nó có thể là nó sẽ là một cái bước gì đó thấu đáo cho những cái bạn gái, những chị em phụ nữ, đặc biệt là khi mà mình đã chưa từng va vấp những cái mối hôn nhân, mình mới bắt đầu nghĩ và dự định tiến xa trong một cái mối tình yêu nào đó để mà đến với hôn nhân, thì mình nên xem video ngày hôm nay như là một cái gì đó kinh nghiệm để mình tránh không bị sa chân lỡ vận như vậy quý vị nha. Thì rất mong là video hôm nay thật sự ý nghĩa đến cô dì chú bác anh chị mình. Để không mất quá nhiều thời gian thì mình xin đi vào cái câu chuyện của ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ. Đa phần là phụ nữ, là thiên bẩm là phụ nữ sẽ là một cái người sống tình cảm và rất là dễ, rất là đa đoan, rất là dễ mềm lòng, rất là dễ tin người. Đặc thù của phụ nữ là phái yếu, nó là như thế. Cho nên nhiều khi những cái kẻ mà lừa đảo, đặc biệt là những người đàn ông mà họ có ý định lừa đó, họ sẽ rất là biết cách để mà nắm tâm lý phái yếu, rồi dựa trên đó họ sẽ lợi dụng mình. Và cái câu chuyện ngày hôm nay là từ một người phụ nữ. Chị này chỉ sống độc thân và chỉ làm một cái nghề, đó là kinh doanh bán hàng online. Thưa quý vị, hiện tại thì chị ấy đang chị đang sống ở tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà chị quen được một cái anh Việt kiều Mỹ thì chị bắt đầu nhanh chóng bị cái ông này thuyết phục bằng những cái việc là ổng dành cho chị những cái tin nhắn, những cái cách nói chuyện ngọt ngào, ngỏ lời yêu đương. Thì phụ nữ yêu bằng tai mà quý vị, cho nên là khi mà cứ rót mật vào tai thì đến một lúc nào đó họ sẽ gọi là lòng dạ của họ sẽ nghiêng về người đàn ông đó gần như là toàn phần. Và cái chị gái này cũng vậy, để mà chứng minh tình yêu của mình á, cái ông Việt kiều Mỹ đó, ổng không những là ổng có thể dành ra cho chị một cái số tiền mỗi lần ổng gửi về cho chị để mà chị tiêu xài, mỗi lần gửi về là 500 đô cứ như vậy. Rồi chưa kể là ổng còn tặng thêm, mỗi lần mà ổng mà gửi về hàng về Việt Nam, gửi quà về Việt Nam cho chị là ổng sẽ đóng trong một cái thùng kịch tông, vận chuyển người ta giao tới, và trong cái thùng đó nó có rất là nhiều thứ rất là thiết yếu và cần thiết cho chị, từ nào là thực phẩm chức năng, thuốc men, rồi mỹ phẩm, rồi nước hoa, túi xách, váy áo. Nói chung là trong cái thùng đó có rất là nhiều những cái đồ dành cho chị và có thể là cho luôn cả gia đình chị. Thành ra đó là chị cảm thấy là ô, cái anh này quá là ga lăng đó, và quá là biết chuyện, tử tế, mà lại thương mình thì mới làm những cái điều đó với mình. Cho nên là chị rất tin tưởng cái người đàn ông Việt kiều Mỹ đó. Khi mà chị càng yêu, chị càng tin cái người đó, thì cái ông Việt kiều Mỹ đó một cái ngày đẹp trời mới nói với chị là ổng sẽ về Việt Nam. Và vào đúng y chang cái ngày mà ổng về Việt Nam, quý vị, ổng không có nói cho chị biết cái ngày nào ổng về nha. Ổng nói là ổng sẽ về Việt Nam, nhưng mà ổng chưa biết chính xác cái ngày, cái giờ bay, bởi vì là ổng chưa có biết khi nào ổng chưa biết khi nào ổng xin được nghỉ để mà ổng về. Nhưng mà dự kiến là nếu mà xin được nghỉ thì ổng sẽ về chạng tháng 11, ổng nói với chị như thế. Rồi thế là chị chờ, quý vị, chị chờ, chị cũng hồi hộp lắm, và mỗi lần hỏi thì ổng cứ nói ổng chưa biết. Nhưng mà thật ra đó là ổng muốn tạo bất ngờ cho chị. Một cái ngày đó, ổng mới từ sân bay Tân Sơn Nhất, ổng về thẳng ngay cái khu phòng trọ nhà ở của chị luôn. Ổng mới bắt đầu là tạo bất ngờ cho chị bằng trên tay làm ôm một cái đóa bông. Chị bất ngờ lắm, vì chị hạnh phúc rưng rưng nước mắt. Bởi vì đó là lần đầu tiên mà hai người yêu nhau online, bây giờ gặp nhau mà. Thì chị mới tỏ ra là rất là sốt sắng, và chị quyết định là muốn tiến xa hơn với cái anh Việt kiều Mỹ đó. Và cái ông Việt kiều Mỹ đó, trong cái lần về Việt Nam lần đó luôn, ổng cũng muốn nắm tay chị ra mắt bên nhà của gia đình chị, ổng cũng muốn đến gặp ba mẹ chị để thưa chuyện.
chị mới thấy là ồ cái anh này quá là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này, và ảnh chân thành như vậy, ảnh muốn tiến xa, ảnh muốn gặp gia đình mình như vậy, cho nên là chị không ngần ngại, chị nắm tay ảnh đưa về quê gặp ba mẹ chị. Lúc này thì cả gia đình, ba mẹ, anh em chị ở dưới quê á, không có nghi ngờ cái anh Việt kiều Mỹ này một chút nào, bởi vì á, là ảnh nói chuyện rất là lễ phép nha, ảnh rất là lễ phép luôn, rồi ảnh còn ghi điểm thêm với gia đình bằng của chị á, bằng những cái lời hứa là sẽ mua nhà ở Sài Gòn này trước khi hai người tiến hành làm đám cưới. Và quý vị cũng biết mà, mô hình chung, tâm lý chung là làm ba làm mẹ. Nếu mà mình nghe nói là con cái của mình lấy được một người chồng tốt như thế và nó có được có nhà có cửa như thế, cuộc sống ổn định như vậy thì ba mẹ nào cũng yên tâm và cũng rất là quý cái người chàng rể đó luôn. Thế là ba mẹ chị mới gật đầu đồng ý cho hai người dự tính tới cái chuyện đám cưới. Viễn cảnh nó vẽ ra trước mắt của chị thời điểm đó tất cả đều là một cái màu hồng sáng láng. Nào là mua nhà, rồi nào là ảnh nói là ảnh sẽ cho chị tiền để chị phát triển cái công việc kinh doanh online nó lớn mạnh hơn. Rồi cưới nhau, cái cuộc sống hai người sẽ hạnh phúc bên nhau cho tới cuối đời luôn. Ảnh nói những cái câu từ mà nghe nó rất là chắc chắn luôn. Lúc này thì chị mới đê mê, chị mới lâng lâng tận hưởng cái cảm giác sung sướng nhất trong đời con gái mình. Rồi thế là cái ông Việt kiều Mỹ đó mới báo cho chị một cái tin vui. Đó là ổng đã tìm mua được một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên quận 2 thành phố Thủ Đức quý vị. Lúc này thì cái gã Việt kiều Mỹ này sao mới quyết định là dẫn chị đi tới căn nhà đó để mà cho chị xem. Đó, cho chị xem thì chị mới đến trực tiếp cái căn nhà đó chị xem và chị nhìn thấy ồ căn nhà đó đẹp. Và căn nhà đó vừa đủ để cho hai vợ chồng son sống với nhau. Khi mà chị tới thì chị cũng tận mắt gặp trực tiếp được cái chủ nhà của căn nhà đó luôn. Hai bên mới bắt đầu mặc cả giá cả với nhau. Cuối cùng thì chủ nhà mới đồng ý bán với cái căn đó với cho hai vợ chồng chị với cái giá là 3 tỷ đồng. Thì lúc này khỏi phải nói quý vị, cái anh Việt kiều Mỹ mới tỏ ra là chịu chi, thể hiện trước mặt của chị rằng là ảnh là một cái tay chơi chịu chi. Ảnh mới đưa cho chị 1 tỷ đồng cho chị đặt cọc. Còn lại 2 tỷ thì ảnh nói với chị là ảnh hứa sau khi mà ảnh về Mỹ trở lại đó, ảnh sẽ thu xếp gửi khoản còn lại cho chị để mà hoàn tất cái việc mua nhà. Nếu mà đầu xuôi đuôi lọt thì đâu có còn chuyện gì để nói đúng không quý vị? Thì khi mà 1 tỷ mà ảnh đã đưa ra, cái anh Việt kiều Mỹ nha, ảnh cầm 1 tỷ đó ra để anh đặt cọc với cái người chủ nhà đó, thì chủ nhà không đồng ý bán với cái giá 3 tỷ nữa. Bởi vì á, là nếu trả một lần thì mới được cái giá 3 tỷ. Còn nếu mà mình trả như thế thì nó không được. Và cái căn nhà này, chủ nhà nói á, là căn nhà này đã bán cái thời điểm đó là bán á, là cái giá nó đã rẻ hơn thị trường 500 triệu rồi. Tức là nếu mà đúng theo giá thị trường á, thì thời điểm đó căn nhà đó định giá là phải cỡ 3 tỷ rưỡi. Lúc này thì không đủ tiền trả, cho nên á, là chủ nhà sẽ bán cho người khác với cái giá 3 tỷ rưỡi. Cái người chủ nhà nó tạo áp lực, người chủ nhà đó nói rằng á, là nếu bây giờ á, đưa tiền liền thì đưa 3 tỷ sẽ bán cho chị với các sẽ bán cho chị và các anh hai vợ chồng chị căn nhà đó với cái giá 3 tỷ thôi, rẻ hơn giá thị trường 500 triệu. Nhưng nếu hai người không có 3 tỷ để chồng liền trả liền mà chỉ trả đặt cọc trước 1 tỷ còn 2 tỷ trả sau thì chị sẽ không bán nữa mà chị sẽ bán cho một cái bên khác, chị sẽ bán cho một cái người khác với cái giá 3 tỷ rưỡi nó sẽ ngon hơn. Đó thì lúc đó chủ nhà mới làm áp lực với lại chị và với anh Việt kiều Mỹ như thế. Thì lúc này quý vị biết không, lúc đó thì chị mới bắt đầu tỏ ra đắn đo. Chị kể nha, chị đắn đo lắm, bởi vì á là cái anh Việt kiều Mỹ á, ảnh nói với chị á, là ảnh đã xin ba mẹ cho cầm cố cái căn nhà đang ở, cho mượn để mà mua, rồi khi về Mỹ á, sẽ gửi tiền lại trả lại lại liền. Cho nên khi đó bản chất khá là cẩn thận nên là chị mới bắt đầu là rảo giá thị trường. Thì đúng là giá thị trường á, là cái căn nhà này nó đang bán rẻ hơn so với thị trường thiệt quý vị. Cho nên là chị rất là yên tâm luôn. Chị mới bắt đầu về quê năn nỉ ba mẹ của chị á, cầm cố cái căn nhà của ba mẹ ở dưới quê. Rồi bắt đầu vay nóng 2 tỷ đồng với lãi suất là 6% một tháng. Rồi trả đủ 3 tỷ cho cái người chủ nhà đó xong. Tức là cầm cái căn nhà của ba má chị ở dưới quê vay nóng,
cộng gộp hết tất cả các khoản tiền vay và cầm nhà có được 2 tỷ. Đem 2 tỷ đó lên Sài Gòn trả cho chủ nhà, cộng thêm 1 tỷ của anh Việt Kiều Mỹ đưa ra nữa là đủ 3 tỷ để trả dứt điểm căn nhà đó trong một nốt nhạc. Thì sau khi mà trả đủ 3 tỷ đó xong thì hai bên á mới bắt đầu là bên chủ nhà với bên mua mua nhà là tức là chỉ và bên chủ nhà đó mới bắt đầu đưa nhau ra văn phòng công chứng để mà làm thủ tục sang tên. Và lúc mà đi ra phòng công chứng làm thủ tục sang tên thì lúc đó cảm giác của chị rất là lâng lâng, vì tự nhiên bỗng dưng bây giờ mình lấy chồng giàu, mình có nhà ở Sài Gòn đó, rồi bây giờ chồng mình mai mốt qua Mỹ ảnh trả lại cho mình 2 tỷ thì mình trả lại, mình chuộc lại căn nhà ở dưới quê cho ba má rồi mình trả vay nóng, đó là cái chuyện đơn giản thôi, chồng mình có tiền mà, chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi quý vị. Nhưng mà chị không hề nghi ngờ khi mà chị ngồi chờ để mà người ta gọi tên á, tại vì mình phải ngồi mình xếp xếp hàng mình chờ gọi tên để mà ký tên hợp đồng công chứng, thì khi mà đang chỉ đang ngồi chờ ở đó đó thì cái ông Việt Kiều Mỹ chồng chị ổng mới nói á là em đợi anh xíu anh ra ngoài anh hút điếu thuốc rồi anh nói chuyện một chút với lại bên chủ nhà luôn. Thì lúc đó chị cũng ok, thế là chồng thấy là cái ông Việt Kiều Mỹ cùng với lại bên phía chủ nhà đi ra ngoài thì chị cứ đinh ninh là hai người ra ngoài nói chuyện riêng đó. Rồi các chị ngồi ở trong chị cứ đợi quý vị, chị kể là chị ngồi ở trong phòng công chứng chị cứ đợi đợi hoài mà sao không thấy hai người đó vô, tức là không thấy cái người chủ nhà với không thấy cái anh Việt Kiều Mỹ chồng mình vô, không thấy hai người đó vô để mà ký hợp đồng. Lúc đó chị mới bắt đầu là tất tảo chị đi kiếm hai người đó, nhưng mà kiếm nguyên khắp cái phòng công chứng, cái phòng công chứng nó đâu có lớn bao nhiêu đâu quý vị, nhưng mà kiếm cái phòng vòng vòng trong phòng công chứng rồi đi ra ngoài trước phòng công chứng kiếm cũng không thấy hai người đó đâu. Lúc này chị mới bắt đầu liền chạy tới cái căn nhà mà chị đã mua đó, chị chạy tới căn nhà mà chị đã mua, chị bấm chuông, bấm chuông một hồi rất là lâu thì có một cái người đàn ông ra mở cửa. Lúc này thì chị mới bắt đầu lớn tiếng chị quát cái người đàn ông đó, bởi vì chị nghĩ là cái người đàn ông đó là người lạ xâm nhập trái phép căn nhà của chị, tức là cái căn nhà 3 tỷ mà chị đã mua đó, tại sao bây giờ bấm chuông lại có người đàn ông xa lạ mở cửa. Thì lúc đó cái người đàn ông đó mới nói, thì chị mới hiểu ra được cái sự việc quý vị. Cái người đàn ông đó mới nói với chị là ổng mới chính là chủ nhân thật sự của cái căn nhà đó, tức là ổng mới đúng là chủ nhà. Lúc này thì chị cũng không hiểu chuyện gì nó đã xảy ra luôn. Thì ổng mới nói là chị đã bị lừa rồi. Căn nhà này nè, một tháng trước có một cái ông Việt Kiều tới đây thuê. Cái hôm mà chị chạy tới căn nhà này chị coi á, là lúc đó căn nhà này đang cho cái ông Việt Kiều đó thuê. Đó. Rồi lúc đó chị mới bắt đầu, chị mới há hốc hốc mồm ra quý vị, chị mới hiểu ra, chị mới bừng tỉnh ra là cái ngày mà cái người yêu Việt Kiều Mỹ của chị á trở về, tính tới thời điểm bây giờ là cũng ngót nghét khoảng tầm 4 tuần, là tương đương với cái thời hạn mà thuê hợp đồng cái căn nhà đó để ở trong thời gian ở Việt Nam. Thì khi mà biết được là bản thân mình bị lừa thì chị này mới tới văn phòng luật sư để mà nhờ người ta hỗ trợ. Thì lúc này đáng nói á là văn phòng luật sư thì người ta phải cần có bằng chứng chứng cứ, thì người ta mới kêu chị là trình chứng cứ ra, hình ảnh thông tin của cái anh Việt Kiều Mỹ đó ra. Thì lúc này chị mới móc ra cái điện thoại của chị, toàn là mấy cái tấm hình còn lưu trong điện thoại thôi chứ không còn cái gì hết. Còn mà giấy tờ tùy thân hay là những cái địa điểm nhà ở ở bên Mỹ của ổng như thế nào, địa chỉ nhà của ổng bên Mỹ, số điện thoại của ổng bên Mỹ, chị hoàn toàn không biết gì cả, chị không có bất kỳ một cái manh mối nào về cái ông Việt Kiều đó. Đó, thành ra đó là bây giờ câu chuyện này á, chị chia sẻ lên, chị mới bắt đầu sốc thêm một cái nữa là khi mà cái việc mà lúc mà cái hôm mà giao dịch mua bán cái căn nhà đó thì hoàn toàn là chị gọi là chị quá là tin tưởng, cho nên chị trao niềm tin để cho cái anh Việt Kiều Mỹ bồ chị muốn làm gì thì làm, chị chỉ có đi theo thôi chứ chị không có nhúng tay vào trực tiếp, cho nên là thành ra là chị chỉ có nghe ảnh kêu cái gì thì chị làm cái đó. Đó nên bây giờ trong tay chỉ không có một cái bằng chứng, không có một cái gì cả. Và còn thêm một cái nữa là cái người luật sư đó còn phân tích cho chị nghe là trong cái thời đại hiện tại, thời điểm hiện tại còn rất là nhiều những cái chiêu lừa tinh vi, đó là có nhiều người làm sổ đỏ giả quý vị. Sổ đỏ thật và sổ đỏ giả đó rất là khó nhìn ra. Chỉ có những người trong ngành, chỉ có những dân bất động sản buôn bán đó, người ta nhìn thường rồi người ta biết cái cách
thường nó như người ta biết như thế nào, còn thiệt sự là nó rất là không khó đối chiếu, không có sự đối chiếu thông tin từ cái người chủ nhà thật đó, nó rất là khó luôn. Cho nên bây giờ sổ đỏ nó cũng rất là nguy hiểm về cái việc thật giả quý vị ha. Thì hy vọng đây là một cái lời cảnh tỉnh đối với những cái chị em phụ nữ nào mà yêu qua mạng, và mình đừng nên là trao niềm tin quá nhiều ở những anh Việt kiều Mỹ khi mà mình chưa biết rõ gốc gác, nguồn gốc xuất xứ của người đàn ông đó. Thì thú vị, qua cái câu chuyện của chị này thì mình cũng có một chút xíu mình đặt một vài những cái nghi vấn câu chuyện ha. Yêu tin nó là đúng nhưng mà mình tin vừa thôi. Em thấy một cái điều rằng á, phụ nữ ngày nay mình á có một cái tư duy á, nó mở hơn phụ nữ ngày trước. Thiệt sự là mình không có đánh đồng tất cả, vẫn có những người phụ nữ họ rất là yêu, rất là mù quáng, nhưng mà vẫn có những người phụ nữ yêu người ta rất là sáng suốt, lý trí, không phải dễ bị lừa như thế đâu đó. Thì thật sự là cái chuyện này nó cũng không phải là thường xuyên bị lừa đâu, nhưng mà thôi thì mình cũng cứ chia sẻ lên đây bởi vì mình thêm một cái bài học thì nó vẫn hay hơn. Và thêm một cái điều nữa là cuối cùng là chị này chỉ mất 2 tỷ đó quý vị. Nôm na là cái câu chuyện là chỉ bị cái ông Việt kiều Mỹ lừa 2 tỷ. 2 tỷ đó bây giờ cuối cùng chỉ phải gồng gánh kiếm tiền để mà chuộc lại cái căn nhà của ba má ở dưới quê, rồi còn phải hàng tháng trả cho bên vay nóng nữa quý vị. Mà quý vị biết là lãi suất bên vay nóng đó, nó cao lắm. Trời ơi, cắt cổ lắm. Thành ra đó là bây giờ mỗi tháng làm bao nhiêu tiền là chỉ dồn vô trả nợ. Tự nhiên từ một cái người không nợ nần bây giờ biến thành một cái người mà một cái con nợ của người ta, mà con nợ lớn nữa đó. Rồi bây giờ mất 2 tỷ trong tay, mà ngồi bây giờ chung quy mới biết ra là cái ông Việt kiều Mỹ đó với cái ông mà chủ nhà mà lúc mà đi làm công chứng, hai người là chung một phe. 1 tỷ mà ổng đưa ra cho chị coi thời điểm đó là thật ra là cũng là tiền của hai người đó thôi, không có mất một xu nào của hai người đó hết, chỉ có mất tiền của chị 2 tỷ thôi thưa quý vị. Thì cái câu chuyện ở đây thì thiệt sự nó quá là tinh vi luôn quý vị ha. Yêu nhau cũng dẫn về nhà ra mắt ba mẹ đồ này kia, giống y chang như là yêu nghiêm túc lắm vậy đó. Công nhận là thời buổi bây giờ thiệt giả lẫn lộn thiệt quý vị à. Và cái điều này là em tin nha, em tin là có thiệt, không phải là dựng chuyện bịa chuyện đâu. Tại thật sự là em cũng có rất là nhiều những cái người bạn, rồi những cái chị bạn, những người em cũng chia sẻ những cái câu chuyện mà thiệt sự á, khi mà mình nghe qua mình nghe mình cũng thảng thốt, chính mình cũng thảng thốt rằng là trời ơi sao mà ghê vậy. Thiệt sự nếu mà 10 người phụ nữ trong cái tình cảnh đó thì có thể là cũng phải trên 50% bị lừa. Tại vì những cái người đàn ông đó họ có một cái đầu họ có sạn hay sao, họ 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 suy nghĩ sao, những cái chiêu tinh vi kinh khủng. Yêu nhau nha, cũng đầu tư, cũng làm đám cưới, cũng chụp hình cưới, cũng mua sính lễ vàng dòng này kia cho cô dâu nha, nhưng cuối cùng không đăng ký kết hôn, cuối cùng bỏ con giữa chợ vẫn có nha quý vị. Thành ra đôi khi á, phụ nữ mình cứ nghĩ đinh ninh là khi người đàn ông yêu chân thành thì họ sẽ cưới mình, khi người đàn ông yêu nghiêm túc họ sẽ nghĩ tới chuyện là họ sẽ giống như là trầu cao sính lễ để rước mình. Nhưng mà thật ra thời đại bây giờ á, hình như đối với đàn ông á, đa số á, là đối với họ cái chuyện mà cưới hỏi nó cũng nhẹ nhàng lắm quý vị, chứ nó cũng không phải là như ngày xưa mà ông bà ta mà dạng như là lấy vợ lấy chồng rồi mỗi lần nghĩ tới chuyện mà chia tay nó là một cái gì đó gọi là khó khăn lắm. Người ta cố gắng, người ta ăn đời ở kiếp, chứ không phải là hở cái là chia tay đâu. Còn thời đại bây giờ hở ra cái muốn cưới thì cưới thôi, đơn giản, rồi muốn chia thì chia cũng đơn giản. Thời đại bây giờ thì nó sẽ thoáng hơn ở trong cái chuyện đó thưa quý vị. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì chung quy nôm na mình kể để cho chị em phụ nữ mình có thêm một cái kinh nghiệm để mình không có thể nào rơi vào cái xa bẫy lầy như thế quý vị ha. Đến đây thì thời lượng video cũng đã dài, và Nemo TV rất cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.